ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo được ra mắt vào ngày 30 tháng 11 năm 2022, là sản phẩm của công ty nghiên cứu phát triển phần mềm OpenAI có trụ sở tại San Francisco, Mỹ. Điểm đặc biệt của AI này nằm ở kho kiến thức mà ChatGPT đã học được. ChatGPT sử dụng trí tuệ nhân tạo AI tổng quát. Công nghệ có thể học hỏi từ dữ liệu cách tạo hầu như mọi loại nội dung, chỉ từ lời nhắc văn bản. Công ty OpenAI cũng cho biết thêm, mô hình ChatGPT của họ được đào tạo bằng kỹ thuật máy học có tên là học tăng cường từ phản hồi của con người. Có thể mô phỏng đối thoại, trả lời các câu hỏi tiếp theo, thừa nhận sai lầm, thách thức các cơ sở không chính xác và từ chối các yêu cầu không phù hợp. ChatGPT là một mô hình trí tuệ nhân tạo được đào tạo dựa trên một tập dữ liệu văn bản khổng lồ, gồm các tài liệu viết đã được chọn lọc, chẳng hạn như Wikipedia, tất cả các cuốn sách trên thế giới, tài liệu khoa học, mã cốt. Người đứng sau OpenAI, cha đẻ của ChatGPT là Sam Altman, nổi tiếng với chức danh là cựu chủ tịch của Y Combinator, công ty đỡ đầu cho các startup như Airbnb và Dropbox. Sam Altman sinh ngày 22 tháng 4 năm 1985, là một doanh nhân, nhà đầu tư, lập trình viên và blogger người Mỹ. OpenAI được thành lập năm 2015, đã kêu gọi được 1 tỷ đô la Mỹ khi mới ra mắt, với mục tiêu là phát triển trí tuệ nhân tạo theo cách có nhiều khả năng mang lại lợi ích cho toàn nhân loại. Chỉ 5 ngày sau khi ChatGPT được ra mắt dưới dạng miễn phí và không giới hạn, chatbot này đã vượt mốc 1 triệu người dùng. Sau 2 tháng ra mắt, ChatGPT đã cán mốc 100 triệu người dùng. Trung bình có khoảng 13 triệu khách hàng đã truy cập và sử dụng ChatGPT mỗi ngày trong tháng 1. Với thành tích này, ChatGPT đã trở thành ứng dụng được sử dụng phát triển nhanh nhất trong lịch sử công nghệ. Theo CNN, ChatGPT đang trở thành công cụ yêu thích của không ít giám đốc CEO để phục vụ công việc viết email. Tại trường kinh doanh Wharton thuộc Đại học Pennsylvania danh tiếng, vốn cũng là trường kinh doanh số 1 nước Mỹ, ChatGPT đã vượt qua kỳ thi cuối kỳ của chương trình thạc sĩ kinh doanh với thang điểm B. Sự vươn lên của ChatGPT khiến giới công nghệ đứng ngồi không yên. Ông Sundar Pichai, CEO của Google, thậm chí đã triệu tập một số cuộc họp về chiến lược AI của Google và chỉ đạo tập trung nỗ lực vào việc giải quyết mối đe dọa mà ChatGPT gây ra cho hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, theo nguồn tin của Bloomberg, Microsoft đã có bước đi đầy táo bạo, đó là đầu tư 10 tỷ đô la vào OpenAI. Đây được xem là nỗ lực trong cuộc chạy đua giành vị trí trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo mới. Bill Gates cảnh báo về ChatGPT, đừng dội chay mà nó có thể thay đổi thế giới như máy vi tính và Internet đã từng làm. Không ít chuyên gia và người trong ngành nhận định chatbot AI như ChatGPT có tiềm năng tạo ra một cuộc cách mạng mới, một kỷ nguyên mới. Những ngày qua, câu hỏi về khả năng, vai trò và tầm ảnh hưởng trong tương lai của ChatGPT là gì đang khiến cả thế giới bàn tán. Có người cho rằng nó sẽ là công nghệ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của con người, chiếm dụng hàng loạt việc làm và thay đổi cách vận hành của rất nhiều vấn đề. Cũng có ý kiến nhận định ChatGPT thực ra không hề nguy hiểm đến thế, có nhiều lỗ hổng và cũng chỉ là một chatbot hỗ trợ cho nhiều chatbot AI khác từng xuất hiện. Đáp án thực sự là gì thì chúng ta bắt buộc phải chờ đợi mới có thể biết được. AI sẽ quan trọng như máy tính và Internet. Nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates rõ ràng là một trong những người có cái nhìn sắc bén nhất về thế giới công nghệ, khi bản thân ông đã góp phần biến máy vi tính trở thành công cụ quan trọng ảnh hưởng đến nhân loại. Và với Bill Gates, ông tin rằng ngày nay một bước phát triển quan trọng không kém đang bắt đầu với ChatGPT và các công cụ trí tuệ nhân tạo tương tự. Trao đổi với Forbes, trong bối cảnh ChatGPT đang làm mưa làm gió, tỷ phú từng giữ vị trí giàu nhất hành tinh cho biết AI sẽ là chủ đề được tranh luận nóng nhất trong năm 2023. Và bạn biết gì không? Rõ ràng là nên như thế, nó cũng sẽ trở nên quan trọng như máy vi tính, như Internet vậy. Bill Gates nổi tiếng không chỉ đơn giản vì ông giàu có, mà đây là người đã giúp khởi động kỷ nguyên máy tính cá nhân vào những năm 80. Trước khi các công ty như Microsoft và Apple gia nhập thị trường, máy tính chủ yếu thuộc về sở hữu của các tập đoàn lớn, chính phủ và trường đại học, đồng thời được coi là thiết bị kỹ thuật cao, không được thiết kế cho người bình thường.
Và theo ông, AI có thể có tác động tương tự đối với xã hội, tạo ra một cuộc cách mạng phát triển mới. Tỷ phú cũng cho biết, ông hiện dành khoảng 10% thời gian mỗi ngày của mình để nói chuyện với đội ngũ của Microsoft về lộ trình sản phẩm của họ. Mặc dù ông đã nghỉ hưu từ lâu và tập trung vào hoạt động từ thiện, Microsoft, đế chế tâm huyết của Bill Gates, chính là nhà đỡ đầu cho OpenAI, công ty tạo ra ChatGPT từ những ngày đầu. Năm 2019, Microsoft rót vốn 1 tỷ đô la Mỹ vào đây. Trong tuần vừa rồi, Microsoft tiếp tục đổ thêm hàng tỷ đô la Mỹ. Dù con số cụ thể không được tiết lộ, nhưng truyền thông cho rằng 10 tỷ đô la Mỹ đã được đầu tư, nâng giá trị của OpenAI lên 29 tỷ đô la Mỹ. Người sáng lập Microsoft cũng đã nhắc về việc AI tiềm năng như thế nào vào đầu năm nay. Khi được hỏi liệu có bất kỳ sự thay đổi công nghệ chấn động nào hiện đang diễn ra hay không, ông trả lời AI là một công nghệ lớn, AI khá là cách mạng. Những người đứng đầu làng công nghệ lên tiếng. ChatGPT ứng dụng sử dụng dữ liệu được thu thập từ hàng triệu trang web để trả lời các câu hỏi một cách rõ ràng và mang tính đàm thoại, đã cho thấy các chatbot AI thông minh và hữu ích như thế nào. Nó có thể làm những việc từ viết bài luận đến cung cấp giải pháp mã hóa trong vài giây, và những tác động tiềm năng của ChatGPT tới lực lượng lao động toàn cầu là rất lớn. Theo công ty phân tích UBS, kể từ khi được tung ra vào ngày 30 tháng 11 năm 2022, sau chỉ 2 tháng, ChatGPT lập kỷ lục là ứng dụng thu hút số người dùng nhanh nhất trong lịch sử. Công ty cho biết ChatGPT ước tính đã đạt hơn 100 triệu người dùng hoạt động hàng tháng vào tháng 1, nhanh hơn rất nhiều so với TikTok hay Instagram. Và Bill Gates cũng không phải là người duy nhất nhìn thấy khả năng của ChatGPT. Elon Musk, tỷ phú giàu thứ hai thế giới, hiện tại chính là nhà đồng sáng lập OpenAI vào năm 2015 cùng với Sam Altman. Ông đã rút khỏi công ty vì lo sợ cạnh tranh và mâu thuẫn với công ty xe điện cũng chạy bằng AI của mình là Tesla. Vào tháng 12 năm 2022, Google, ông lớn công nghệ khác, đã ban hành mã đỏ đối với chatbot kể từ khi phiên bản mới nhất của ChatGPT được phát hành vào tháng 11. Sundar Pichai, giám đốc điều hành của Google và công ty mẹ Alphabet, đã tham gia một số cuộc họp xung quanh chiến lược AI của Google để đối phó với mối đe dọa mà chatbot gây ra cho công cụ tìm kiếm của công ty. Pichai còn phải nhờ đến sự trợ giúp của hai nhà đồng sáng lập Larry Page và Sergey Brin nhằm vượt qua thách thức đe dọa của ChatGPT. Không ít các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng tác động tiềm năng của các mô hình AI hiện cần được tranh luận vì một khi đã phát hành, chúng không thể được thu hồi lại. Nó giống như một loài xâm lược. Chúng ta cần hoạch định chính sách để đối phó với tốc độ của công nghệ ngay lập tức. Avid Ovadia, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Internet và Xã hội của Đại học Harvard nhận định.